đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt như thế này. Tiếp theo mình sẽ lên 4 bính. Rồi bây giờ mình sẽ móc 3 mũi kép vào chân mũi thứ nhất. Một mũi kép. Hai mũi kép. Ba mũi kép. Đến hàng thứ hai mình sẽ lên 3 mũi móc xích. Xoay phần móc lại và móc vào chân mũi đầu tiên một mũi móc kép. Các chân móc tiếp theo móc một mũi móc kép cho đến cái chân kế cuối, mình sẽ móc hai mũi móc kép vô cùng một chân nha. Ở cái chân cuối cùng mình cũng móc một mũi móc kép. Đến hàng thứ ba mình sẽ tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Sau đó xoay phần móc lại. Móc vào chân móc thứ nhất một mũi móc kép. Những chân móc tiếp theo giống móc một mũi móc kép. Và cái chân kế cuối thì mình sẽ móc hai mũi móc kép vô cùng một chân. Đây, cái chân móc cái cuối này mình sẽ móc hai mũi móc kép vào cùng một chân. Và ở cái chân móc cuối cùng mình cũng móc một mũi móc kép. Đến hàng thứ tư mình cũng lên 3 mũi móc xích. Phần móc lại và mình móc vào chân đầu tiên một mũi móc kép. Những chân móc tiếp theo mình cũng móc một mũi móc kép. Đến chân móc kế cuối này mình tiếp tục tăng mũi là móc hai mũi móc kép vào cùng một chân móc. Ở chân móc cuối cùng này thì mình sẽ móc một mũi móc kép như các hàng ở trước đó. Lên hàng thứ năm mình lại lên 3 mũi móc xích và xoay phần móc lại. Các bạn chú ý, ở hàng thứ năm này mình sẽ không móc vào chân mũi đầu tiên mà sẽ móc vào chân mũi thứ hai, và mình sẽ giảm mũi như sau. Các bạn móc giảm mũi như trên clip mình làm nha. Sẽ móc hai cái móc kép như vậy, xong rồi trên kim sẽ có 3 dòng chỉ và bạn sẽ kéo qua vậy. Đó là mình đã giảm mũi xong. Các chân mũi tiếp theo là móc một mũi kép vào một chân móc cho đến hai chân mũi còn lại thì mình sẽ tiếp tục giảm mũi.
chân mũi cuối thì các bạn sẽ giảm mũi như vậy nha. Và giống như ở ngay phần đầu của hè đó mình cũng có làm á, là để có 3 vòng chỉ trên kim, xong rồi sau đó mình sẽ kéo chỉ qua 3 vòng này, coi như mình đã giảm mũi ở đầu hè và cuối hè. Hàng thứ 6 mình cũng lên 3 mũi móc xích và mình sẽ giảm mũi ở đầu hàng và cuối hàng như hàng 5 nha. Đó, mình sẽ móc vào chân thứ 2 2 mũi như thế này. Và khi có 3 dòng chỉ trên kim thì mình sẽ móc luồn qua, là mình đã giảm 2 mũi. Những chân móc còn lại thì vẫn là một mũi kép trên một chân móc, và đến 2 chân móc cuối cùng mình lại làm thao tác giảm mũi như ở đầu hàng. Đây, ở 2 chân móc cuối cùng mình sẽ tiếp tục giảm mũi nè các bạn. Và lên hàng tiếp theo mình cũng lên 3 mũi móc xích, xoay bản móc lại và cũng giảm mũi như hàng ở dưới, móc vào chân thứ 2, bỏ qua chân đầu tiên. Kép. Sau đó còn 2 chân móc cuối cùng mình sẽ thao tác giảm mũi tiếp. Đến đây là mình đã xong phần thân của con bướm rồi các bạn. Và bây giờ mình chỉ lên các mũi xích để làm sợi dây cột thôi nha, tùy theo kích thước các bạn muốn như thế nào.